Nó nói yêu cô. Một hai, nó đòi cưới cô về bằng được. Nhưng không ngờ, bây giờ nó lại bỏ bê cô như vậy. Ôi. Ủa má, con nghe nói cái lắc tay này lúc trước là của má đúng không? Chính gia bảo đã tặng cho con chiếc lắc này đó. Nhưng mà không phải là má tặng cho anh Bảo, mà là anh Bảo nhặt được cách đây 14 năm ở trước sân nhà mình đó má. Chuyện đã xảy ra lâu rồi, nhưng mà chắc má không thể nào quên đâu ha. Tại chuyện này cũng khá là ấn tượng với má, đúng không má?